Sáng 22 tháng 3 tại ký túc xá trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi giảng dạy chuyên đề lịch sử võ học Việt Nam. Tham gia hoạt động các sinh viên đã được tìm hiểu về lịch sử văn hóa, xã hội liên quan trực tiếp đến sự ra đời của võ dân tộc nước ta. Cùng với đó, các bạn sinh viên cũng được truyền dạy một số đòn thế tự vệ kết hợp với chống trả, giải cứu hữu hiệu khi bị tấn công cướp giật, được biết đây là giải pháp để có thể bảo tồn truyền bá võ học việt nam sâu rộng bền vững